Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga tìm cách khắc chế vũ khí huyết mạch của Ukraine trên tiền tuyến. Một chỉ huy của quân đội Ukraine nói Nga dường như đã tìm ra cách gây nhiễu đường truyền Internet vệ tinh Starlink, hệ thống được xem là huyết mạch đảm bảo thông tin liên lạc của Kiev ở tiền tuyến. Chỉ huy của nhóm trinh sát đường không chiến thuật của lực lượng vũ trang Ukraine Robert Brody cho biết Lực lượng vũ trang Nga dường như đã tìm ra cách ngăn chặn hoạt động của hệ thống Internet vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk cấp cho Ukraine. Starlink được chuyển tới Ukraine nhằm mục tiêu thiết lập truy cập Internet ở những vùng xa xôi và khó tiếp cận, nhưng Kiev đã sử dụng Starlink với mục đích quân sự. Tiền tuyến không có Starlink sẽ khó khăn hơn nhiều tiền tuyến không có tiêm kích F-16. Mọi hoạt động tác chiến sẽ trở nên mù mờ và đình trệ nếu thiếu Starlink, ông nói. Theo ông Brody, quân đội Nga đang thử nghiệm và dường như đang chuẩn bị sản xuất ra các hệ thống có thể chặn tín hiệu của Starlink. Nếu kịch bản này xảy ra, nó có thể tác động mạnh tới khả năng tác chiến của Ukraine trên tiền tuyến. Trong khi đó, trả lời New York Times, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov thừa nhận Starlink đã trở thành huyết mạch của cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Fedorov, Ukraine đang lo ngại rằng họ bị phụ thuộc quá mức vào Starlink, dẫn tới các quyết định từ phía SpaceX hay Omus có thể tác động tới cách mà quân đội Ukraine liên lạc trên tiền tuyến. Ví dụ nguồn tin nói với New York Times rằng vào tháng 9 năm 2022, SpaceX đã chặn tín hiệu Starlink ở khu vực bán đảo Crimea vì lo ngại chiến sự có thể leo thang. Ông Musk cũng từng yêu cầu Lầu Năm Góc phải trả chi phí sử dụng Starlink của Ukraine vì SpaceX không còn đủ năng lực để duy trì. Hồi tháng 2, giám đốc vận hành SpaceX Greenlee Stockwell cho biết, công ty này đã thực hiện các động thái để ngăn chặn quân đội Ukraine sử dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink để điều khiển máy bay không người lái UAV tại các khu vực mà Kiev đang giao tranh với Nga. Theo bà Shockwell, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX đã giúp quân đội Ukraine đảm bảo kết nối trên chiến trường để đối phó với quân đội Nga. SpaceX không muốn vũ khí hóa dịch vụ này, nhưng Ukraine đã tận dụng Starlink theo cách không cố ý và không nằm trong bất cứ thỏa thuận nào. Sau đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine ông Mikhailo Podolyak kêu gọi SpaceX cần chọn một bên để ủng hộ trong cuộc chiến giữa Moscow và Kiev. Kể từ khi chiến sự bùng phát, Ukraine đã nhận khoảng hàng chục nghìn anten Starlink từ SpaceX. Starlink đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine khi quân đội Nga phá hủy hệ thống liên lạc của đối thủ. Starlink cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh. Trong khi đó, dân thường Ukraine dùng Starlink để giữ liên lạc với thân nhân ở trong và ngoài nước. Trong tác chiến hiện đại, với các đối thủ mạnh hơn, việc có một mạng lưới vệ tinh thông tin liên lạc mạnh mẽ được xem là vũ khí chiến lược. Ngoài ra, Reuters cho biết Ukraine không chỉ sử dụng Starlink để liên lạc mà còn để điều khiển các UAV. Các UAV này có nhiệm vụ phát hiện vị trí của quân đội Nga, tập kích theo kiểu cảm tử hoặc thả bom cỡ lớn. Trong khi đó, Nga tin rằng Starlink là một mục tiêu hợp pháp, lập luận rằng Mỹ và các đồng minh của họ đã và đang sử dụng các yếu tố của cơ sở hạ tầng không gian dân sự, bao gồm cả thương mại cho mục đích quân sự nhóm chống tăng cơ động Nga phá hủy cứ điểm và kho đạn của Ukraine ở Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về hoạt động ở Ukraine của nhóm binh sĩ được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng di động. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đội trinh sát với thiết bị ghi hình đã xác định được vị trí của bộ binh Ukraine tại một cứ điểm trong rừng. Sau khi có lệnh tấn công, nhóm cơ động trên xe bốn bánh nhanh chóng tiến vào khu vực chỉ định. Quân đội Nga tuyên bố các hệ thống tên lửa dẫn đường chống xe tăng Konet gắn trên xe bốn bánh đã phá hủy cứ điểm một trong những quả tên lửa đã bắn trúng kho đạn pháo của bộ binh Ukraine ở gần đó. Sau khi tấn công, các binh sĩ Nga lập tức thay đổi vị trí để tránh bị đối phương đáp trả. Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Con được thiết kế để xóa sổ xe tăng, bao gồm những xe được trang bị giáp phản ứng nổ ERA, công sự và các mục tiêu nhỏ. Hệ thống con có thể được trang bị cho nhiều loại bánh xích, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh BMP-3, đồng thời hoạt động như một hệ thống di động độc lập. Wagner liệu có thể tấn công Ba Lan? Giới chức Ba Lan đang lo ngại một cuộc xâm nhập của Wagner qua biên giới nước này từ Belarus và thực hiện đòn tấn công hỗn hợp nhằm vào Warsaw. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cuối tuần qua cảnh báo lực lượng quân sự tư nhân Nga ở Belarus có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Ba Lan sau khi lực lượng này bất ngờ đưa hơn 100 lính tới gần hành lang Suwanki. Đây rõ ràng là một bước của Wagner nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công hỗn hợp nhằm vào lãnh thổ Ba Lan. Họ có thể cải trang thành lính biên phòng Belarus và tìm cách đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Ba Lan gây bất ổn cho Ba Lan hoặc họ giả làm người nhập cư để xâm nhập vào Ba Lan. Điều này kéo theo nhiều rủi ro, Thủ tướng Morawiecki cho biết. Hành lang Suwanki là một địa điểm thuộc Ba Lan dài khoảng 65 km, chạy dọc theo biên giới Lithuania-Ba Lan. Suwanki được xem là một tử huyệt của khối NATO vì nó có một đầu giáp với vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga tại vùng Baltic, trước khi đầu còn lại giáp với Belarus, đồng minh của Moscow. Hành lang Suwanki nằm gọn trước khu vực đặt hệ thống phòng thủ trên không của Nga tại Kaliningrad. Nếu kiểm soát được xung hoàn kỳ, Nga và Wagner có thể cô lập hoàn toàn các nước Baltic khỏi phần còn lại của NATO. Ba Lan là một thành viên của NATO và có chung địa biên giới với cả Ukraine và Belarus. Giới chức Ba Lan ngày càng lo ngại sau khi Wagner chuyển trụ sở từ Nga sang Belarus sau vụ nổi loạn bất thành hồi cuối tháng 6. Hơn 10 đoàn xe của Wagner đã di chuyển từ Nga tới một căn cứ quân sự bỏ không ở Belarus gần biên giới Ba Lan. Ước tính hàng nghìn lính Wagner đã có mặt ở Belarus Động thái này buộc Ba Lan phải tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới với Belarus. Bộ Ngoại giao Ba Lan tuần trước cho hay, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát những hành động của Wagner có thể gây tổn hại cho lợi ích của các nước. Trước những lo ngại của các nước phương Tây về sự hiện diện của Wagner ở Belarus, cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Anh cuối tuần qua đánh giá, hiện tại Wagner chưa thể gây ra mối đe dọa đáng kể nào với Ba Lan hay các thành viên NATO. Cơ quan này giải thích, Wagner chuyển tới Belarus hầu như không có hoặc có rất ít khí tài hạng nặng, do vậy khả năng tác chiến của lực lượng này rất thấp mức độ xấu khí tại hạng nặng và các phương tiện trên không được cho là những yếu tố then chốt quyết định năng lực tác chiến trong tương lai của Wagner, Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Giữa tháng này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Wagner đã hoàn tất việc bàn giao khí tải hạng nặng cho quân đội Nga sau khi quyết định rút khỏi chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo các hình vệ tinh, có khoảng 300 điều bạt và 200 phương tiện quân sự được cho là của Wagner tại một căn cứ tại Sen, Belarus. Mặc dù hàng trăm phương tiện đã tới đây, nhưng chủ yếu là xe tải, xe buýt, trong khi có rất ít xe bọc thép. Nga thu xe thiết giáp thủy điển viện trợ Ukraine. Binh sĩ Nga bắn hỏng và thu được xe chiến đấu bộ binh CV-90 tại mặt trận Kremenaya một tháng sau khi thủy điển chuyển loại xe này cho Ukraine. Xe chiến đấu bộ binh CV-90 đầu tiên bị thu giữ trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nó đã trúng một phát đạn chống tăng phát vai. Trưởng xe đã không qua khỏi, những người còn lại đã bỏ chạy. Hãng tin Rianovosti cho biết hôm 30 tháng 7 kèm video binh sĩ Nga đang kiểm tra phương tiện. Trong video, chiếc CV90 có một lỗ thủng lớn do đạn chống tăng tạo ra biến sườn, nhưng phần lớn xe vẫn trong trạng thái nguyên vẹn. Các tài khoản mạng xã hội ủng hộ quân Nga sau đó thông báo xe phương tiện đã được đưa lên xe tải để chuyển về hậu phương. Chiếc CV90 nằm trong đội hình được Ukraine triển khai hồi tuần trước nhằm mở mũi tiến công vào khu vực phía tây thành phố Kremlinia do Nga kiểm soát. Đội hình lọt vào ổ phục kích, trong đó binh sĩ Nga khai hỏa thiết bị chống tăng RPG nhằm vào sườn xe dẫn đầu từ khoảng cách chỉ 30 mét. Chiếc CV90 bốc cháy, và lao xuống vệ đường. Trong khi những chiếc xe còn lại rút lui, một quả đạn RPG cũng suýt bị bắn trúng một xe đang rời trận địa. cv 90 là dòng xe chiến đấu bộ binh được Thủy Điển phát triển từ giữa những năm 80, đưa biên chế trong thập niên 90. Hàng loạt phiên bản đã được phát triển và chế tạo nhằm ứng dụng các công nghệ mới và đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi trên chiến trường. Loại xe này được phát triển chuyên biệt trong môi trường cận Bắc Cực, có khả năng cơ động cao trên tuyết và đất lầy, sở hữu hỏa lực tương đối mạnh và chở được một phân đội bộ binh được trang bị đầy đủ. Phiên bản CV 90/40C được lắp vỏ giáp có khả năng chống chịu đạn xuyên động năng cỡ 3mm cùng pháo tự động Bofor cỡ nòng 40 mm Thủy điện hồi đầu năm nay thông báo, viện trợ hàng loạt xe chiến đấu bộ binh CV 90 triệu khỏe na khoảng 50 chiếc CV 90/40C đã được chuyển giao, tất cả nằm trong biên chế lữ đoàn cơ giới số 21, còn có biệt danh là lữ đoàn thủy điện vì đơn vị này vận hành toàn kiết tài do thủy điện cung cấp. Lữ đoàn cơ giới số 21 được triển khai tiến mặt trận Đông Bắc Ukraine hồi tháng 6 với lực lượng gồm xe chiến đấu bộ binh cv mươi c 10 xe chiến đấu chủ lực Chief-122, 8 pháo tự hành Archer và một xe cứu kéo BGBV-90. Báo Anh, Anh huấn luyện biệt kích Ukraine, chuẩn bị giành lại Crimea. Báo Sunday Express của Anh đưa tin, lực lượng Anh đang huấn luyện một đơn vị Ukraine để chuẩn bị giành lại bán đảo Crimea vào cuối năm nay. Theo hãng tin RT của Nga, báo Sunday Express của Anh ngày 30 tháng 7 dẫn nguồn tin cho biết Lực lượng Anh đang huấn luyện một đơn vị tinh nhuệ của Ukraine có nhiệm vụ giúp Kiev giành lại bán đảo Crimea. Sunday Express đưa tin hơn 2.000 binh sĩ Ukraine bao gồm một lữ đoàn biệt kích tinh nhuệ đã tới trại huấn luyện ở Devon, tây nam nước Anh để chuẩn bị cho cuộc tấn công được cho là giành lại Crimea trước Giáng sinh. Các nguồn tin của Sunday Express cho biết lữ đoàn này dự kiến sẽ tạo thành mũi giáo và sẽ được kiểm trợ bởi hai lực lượng khác. Theo Sunday Express, chiến dịch này sẽ bao gồm các cuộc tấn công kết hợp từ trên không, trên bộ và trên biển với các đội hình bọc thép của Kiev tìm cách chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga, đồng thời được yểm trợ bởi cuộc tấn công tầm xa sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp. Một nguồn tin quốc phòng cấp cao dấu tên nói với Sunday Express rằng lực lượng Anh sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng các chiến thuật của NATO để định hình không gian chiến đấu trước khi triển khai lực lượng cho một đòn tấn công quyết định. Bán đảo Crimea sắp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Chính phủ Ukraine và các bên ủng hộ không công nhận kết quả trưng cầu này và tuyên bố sẽ giành lại bán đảo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt ra mục tiêu nhằm giành lại Crimea thông qua một cuộc phản công lớn vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, theo Moscow, khi Kiev mở cuộc phản công vào phòng tuyến của Nga vào những ngày đầu tháng 6, họ đã không giành được bất kỳ cơ sở nào và chịu tổn thất nặng nề. Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine, hôm 29 tháng 7 tuyên bố Kiev sẽ sớm giành lại Crimea nhưng không đưa ra mốc thời gian chính xác. Năm ngoái, ông dự đoán kịch bản này sẽ xảy ra vào mùa xuân năm nay, nhưng dự đoán này không trở thành hiện thực. Trước khi đó vào tháng 3, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng nếu Ukraine cố gắng giành lại Crimea, Moscow có thể sử dụng mọi biện pháp bảo vệ, bao gồm cả kho khí tài hạt nhân. Giới quân sự và chuyên gia phương Tây hoài nghi về khả năng của Ukraine giành lại Crimea trong tương lai gần. Theo các tài liệu tình báo bị dò xỉ hồi đầu năm, giới chức tình báo Mỹ cho rằng những thách thức về nhân lực và thiết bị có thể khiến Ukraine chỉ đạt được những bước tiến khiêm tốn nếu nước này bắt đầu chiến dịch phản công để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Bán đảo Crimea, nơi đặt các căn cứ chính của hạm đội biển đen Nga và cầu nối Crimea với đất liền Nga, thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 24 tháng 7 tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tấn công Crimea và Caucasus. Và sáng qua 30 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã đẩy lùi nỗ lực của chính quyền Ukraine nhằm tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng 25 máy bay không người lái UAV nhằm vào các cơ sở tại Crimea. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đang kiên trì xây dựng lực lượng hải quân và lực lượng này sẽ nhận được 30 tàu chiến mới trong năm nay. Tổng thống Putin phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Hải quân 30 tháng 7 cho biết, ngày nay Nga tự tin thực hiện các mục tiêu quy mô lớn trong chính sách hàng hải quốc gia, kiên trì xây dựng sức mạnh của hạm đội, riêng trong năm nay 30 tàu chiến các loại sẽ được đưa vào biên chế. Theo ông Putin, hải quân Nga luôn là lực lượng bảo vệ bất khả xâm phạm biên giới trên biển của Nga. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý những chiếc tàu này sẽ được giao nhiệm vụ chiến đấu. Treo cờ hải quân xanh George là dấu hiệu cho thấy sự bất khả xâm phạm của truyền thống hải quân Nga. Biểu tượng của lòng dũng cảm, can đảm và kiên cường của các thủy thủ quân đội. Cuộc duyệt binh để kỷ niệm Ngày Hải quân Nga diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tại thành phố xanh Petersburg của Nga. Nga thường kỷ niệm Ngày Hải quân bằng cách tổ chức cuộc duyệt binh trên sông Neva ở xanh Petersburg và cảng Kronstadt. Năm ngoái, hơn 40 tàu, thuyền và tàu ngầm cùng 42 máy bay và trên 3.500 binh sĩ đã tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày này. Trong một diễn biến liên quan, trên trang Telegram cá nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 30 tháng 7 đã chúc mừng người dân nước này nhân ngày hải quân và ám chỉ khả năng Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần thiết để bảo vệ an ninh và chủ quyền. Thưa quý vị, giữa bối cảnh hiện nay khi mà cuộc phản công của Ukraine được cho là vẫn chưa mang lại cho họ thành quả đáng kể nào về mặt lãnh thổ và gặp thế bất lợi rõ ràng trong đợt phản công vừa qua, Ukraine dường như vẫn đặt hy vọng vào những điều thần kỳ có thể giúp họ lật ngược thế cờ, xuyên thủng phòng tuyến mà Nga đã dày công xây dựng nhận thức chung hiện nay là phòng tuyến kiên cố của nga đã làm suy yếu đà phản công của ukraine các bãi mìn dày đặc chiến hào chẳng chịt và đội hình xe tăng pháo và trực thăng tấn công của nga đã nhanh chóng vô hiệu hóa nhiều nỗ lực đột phá của ukraine bên cạnh đó các lực lượng ukraine cũng tỏ ra lúng túng trong vận dụng học thuyết quân sự của phương tây về tấn công đồng thời bằng nhiều binh chủng Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn nuôi hy vọng có thể thay đổi được cục diện này với một chiến thắng quyết định về lãnh thổ trong chiến dịch hè thu năm 2023. Ukraine tin rằng mặc dù hứng chịu nhiều thương vong, họ vẫn đang làm hao mòn lực lượng pháo binh Nga. Các xe chiến đấu bộ binh Bradley cũng đã tăng cơ hội sống sót của binh sĩ Ukraine và khi ấy những người lính này sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho các trận chiến tiếp theo. Ngoài ra, dòng vũ khí và đạn dược của phương Tây vẫn tiếp tục chảy vào Ukraine, khiến họ thêm hy vọng về khả năng duy trì áp lực lên chiến tuyến của Nga trong ít nhất là phần còn lại của năm 2023 này ngược lại phía nga cũng có thể gặp phải một số khó khăn nhất định việc duy trì một hệ thống phòng thủ đồ sộ và hiệu quả trong thời gian dài tất nhiên sẽ khá tốn kém về tiền bạc và đòi hỏi nhiều nhân lực trên thực tế khi chiến sự diễn ra không như mong muốn ukraine cũng đã có những điều chỉnh về chiến thuật chẳng hạn họ đã tạm bỏ qua các bài học về binh chủng hợp thành do các chuyên gia phương tây truyền dạy và chuyển sang áp dụng các cuộc tấn công bằng bộ binh với sự yểm trợ của pháo binh nhằm phá bỏ từng mảng một của phòng tuyến nga Chiến thuật này có vẻ thành công hơn một chút so với lối đánh sử dụng nhiều xe thiết giáp trước đó. Mặc dù vậy, bức tranh chung vẫn khá ảm đạm cho quân đội Ukraine xét về dài hạn. Quân đội Ukraine đã linh hoạt thoát ly giáo án của NATO, nhưng các cuộc tấn công của họ vẫn cơ bản bị phía nga đẩy lui. Không những vậy, Ukraine đang gặp áp lực từ chính phương tây khi điều chỉnh lối đánh. Khối quân sự NATO đã quy trách nhiệm về thất bại của Ukraine trong chiến dịch phản công vừa qua cho việc các sĩ quan Ukraine không áp dụng đúng chiến thuật mà họ đã được học ở Đức một báo cáo tình báo đức bị do dỉ đã nhấn mạnh rằng việc ukraine từ bỏ lối đánh tập trung bằng thiết giáp để chuyển sang tiến hành các cuộc tấn công bằng nhóm bộ binh nhỏ là biểu hiện cho sự thoát ly hoàn toàn khỏi lối đánh hiệp đồng binh chủng mà nato đã dạy cho các chỉ huy của ukraine tuy nhiên có một nghịch lý ở đây là để thành thạo các tác chiến hiệp đồng binh chủng theo kiểu nato quân đội ukraine sẽ phải cần nhiều tháng thậm chí nhiều năm tập huấn trong khi các khóa học vừa rồi dành cho sĩ quan ukraine chỉ kéo dài vài tuần ít ỏi Xe tăng chiến đấu chủ lực Abram nổi tiếng về công nghệ tiên tiến, nhưng cũng chính sự tiên tiến này lại khiến các quân nhân Ukraine khó tối đa hóa hiệu quả của thứ vũ khí tối tân này. Thứ nhất, xe tăng Abram chứa nhiều bí mật công nghệ mà Mỹ không muốn lọt vào tay người ngoài, nhất là người Nga, trong tình huống xe tăng này bị quân đội Nga thu giữ trên chiến trường. Đã có thông tin cho hay, Mỹ sẽ dành nhiều tháng chỉnh sửa các cỗ xe tăng Abram trước khi xuất sang Ukraine. Có những bí mật của xe mà ngay cả quân nhân Mỹ không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Thứ hai, vì quá hiện đại và phức tạp, xe tăng Abram đòi hỏi người sử dụng phải có các công cụ đặc biệt và trải qua huấn luyện chuyên biệt, mà quân đội Ukraine thì chưa sẵn sàng cho điều này vào lúc này. Hơn nữa còn cần thời gian huấn luyện để sử dụng trong chiến đấu. Thực tế, người Mỹ không tin quân nhân Ukraine có thể làm chủ được xe tăng Abram trong một thời gian ngắn, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh. Do vậy, xác suất xe tăng này bị phá hủy khi đối đầu với Nga sẽ tăng cao thứ ba xe tăng abram kén nhiên liệu ưa loại dành cho máy bay phản lực nếu dùng các loại nhiên liệu khác hiệu quả cơ động của xe tăng này sẽ giảm đi nhiều nếu xe tăng abram tới được tay quân đội ukraine nhiều khả năng các kíp xe ukraine sẽ phải nâng cao kỹ thuật sử dụng xe tăng này trong thực chiến và phải nỗ lực cao độ để tránh thiệt hại nặng như đã từng xảy ra với các xe tăng leopard của đức trên chiến trường ukraine thời gian qua